Tôi tên là Đào Phương Thí, tôi 45 tuổi, tôi là trong cộng đồng bác sĩ chính mình chuyên chăm sóc những người bệnh ung thư vú. Và trong vòng 21 ngày tôi có thể giới thiệu họ làm sạch đường ruột và có sức khỏe tốt hơn, và trong vòng thời gian có họ 6 tháng 1 năm mà cải tạo tế bào thì họ không còn ung thư. Đúng rồi.